Dạ vâng ạ, xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại trên kênh của em. Ngay lúc này thì em đang có mặt tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Cũng như trưa nay thì có một đám tang của một vị đại gia gốc Hoa người Việt được hỏa táng tại đài hỏa táng nha cả nhà. Hiện tại thì đám tang đã di chuyển gần đến rồi. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển xuống đài hỏa táng để cập nhật đám tang của một vị đại gia, xem là cái phong tục của họ như thế nào ha. Cái chôn thì hôm bữa thì em đã cập nhật rồi, còn hôm nay là hỏa táng. Và bây giờ thì xin mời mọi người theo dõi video của em. Thank you.